Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Minh, Shiro và Thạch Kimmy. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái bài báo, một cái tin tức ở trên một cái trang web. Thì nói chung là hôm nay mình sẽ thay đổi không khí một chút với anh em. Chúng ta sẽ đến với series gọi là series tin tức về One Piece. Nhưng mà đây là One Piece là trong phim nha anh em. Nói về liên quan, những cái thứ liên quan ở trong phim. Ở trong phim luôn. Cho nên là không có liên quan tới game đâu. Cho nên là anh em hãy thư giãn và chúng ta cùng nhau đến với những cái giây phút gọi là giây phút thư giãn của series One Piece. Rồi, ok. Như thường lệ thì mình gọi là chúc đến anh em một ngày vui vẻ. Và xem clip mình thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Nếu có thể quảng cáo thì nhớ click cho mình. Nhưng mà quảng cáo thì nó nằm hồi nãy từ giây thứ 10 rồi. Hôm nay thì nội dung mình nói đến là nội dung đó là hé lộ tên danh đao của Râu Trắng, một trong 12 cực phẩm đại bảo kiếm với sức mạnh là xé tan bầu trời. Có nghĩa là cây đao của Râu Trắng, anh em thấy không? Anh em xem phim One Piece từ đầu tới giờ là chỉ thấy Râu Trắng là tung đao đánh người ta thôi, chứ cũng chưa có biết thông tin nào chi tiết về cây đao của Râu Trắng, đúng không? Cho nên là hôm nay mình sẽ cùng anh em xem qua về cái bài viết trên trang web này, để bài viết là nói về thanh đao của thanh niên Râu Trắng như thế nào nha. Bên cạnh gương mặt hết hồn của Nami được tiết lộ đúng vào sinh nhật gì đây, nàng hoa tiêu của băng mũ rơm mà sinh nhật của Nami hình như là bữa 3 tháng 7 sao ấy, nhớ không nhầm như là vậy. Dưới đây là một vài thông tin mới trong góc hỏi đáp SBS One Piece tập 93 mới ra lò, toàn tin đóng hội vừa thổi vừa ăn. Cơn ác mộng do Eiichiro Oda tiên sinh phù phép trên toàn bộ các thành viên băng mũ rơm, đó là biểu cảm hết hồn ở vương quốc Wano. Nay bổ sung thêm Senji, Nami, Chopper và Brook, vậy chỉ còn thiếu Luffy nữa thôi. À đây là mấy cái khuôn mặt à. Khuôn mặt của Senji nè anh em, mặt của Nami, Chopper, Brook nè. Khuôn mặt sao nhìn buồn cười vậy, khuôn mặt khá là ngầu nha. Ở dưới đây chúng ta có khuôn mặt của Zoro, khuôn mặt của Usopp, của Ranky, và đây là khuôn mặt của cái bà gì đó ở cái vương quốc Wano. Này thì phim thì mình không có coi nhiều, mình không có biết rồi. Đây là những cái khuôn mặt rất là sâu đời luôn anh em. Rồi tiếp theo là gì đây? Sau cùng thì những thắc mắc xoay quanh Jack hạn hán đã có lời giải đáp. Đây nè anh em, thông tin về anh Jack này. Đấy, các bạn có biết thanh niên Jack này của là thành viên của băng Kaido không? Đấy, thành viên này là thành viên của băng Kaido. Đợt trước các bạn coi phim các bạn sẽ biết là cái con Yunesa đó quật một cái vòi một cái là thanh niên Jack hạn hán này bị bể mặt nạ và rớt xuống biển luôn. Và lúc đó là có hé lộ là thanh niên này có răng như là chủng tộc người cá. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem thông tin về Jack hạn hán là như thế nào nha. Jack hạn hán đã có lời giải qua thẻ thông tin vi cạc của hắn ta nè. Đấy, qua cái thông tin thẻ vi cạc là chắc chắn là chính xác. Jack được chính thức xác nhận là người cá sông chấm xanh. Đây anh em, tộc người cá nha anh em, người cá sông chấm xanh. Đây thì mình thấy cũng khá giống Katakuri, tại vì Katakuri cũng có răng nhọn như vậy, thì hình như Katakuri cũng là thuộc người cá đúng không ta? Jack sở hữu trái Zoan cổ đại Zozu. Trái Zoan tức là trái được động vật đó anh em. Thì cái trái này nó là trái của voi mammut. À, trái Zoan là thuộc động vật. Ông này thì ông ăn trái của Zoan voi mammut, cho nên là ông có thể trở thành voi mammut. Có điều là không rõ Jack đã hoạt động trong băng bách thú được bao lâu. Cái này thì hiện tại là chưa rõ thông tin. Ok, đây là biệt danh là Jack hạn hán, một trong bộ ba thảm họa của băng bách thú. Một trong bộ ba là còn hai người nữa nha anh em. Một là Jack hạn hán, hai là thằng Win. Anh em đọc manga, đọc chuyện thì anh em sẽ biết thằng Win là một cái thằng nữa rất là giống trong Majin Lăng, rất là giống anh em với Majin Lăng luôn. Đây cho mình coi, anh em coi nè, bộ ba thảm họa Kaido nè. Đây thằng Mammut rất hạn hán là một nè. Đây nữa là hai, thằng Win là thằng mập ở đây, thằng Win để anh em, và thằng thứ ba là cái thằng này, thằng bên kế bên này. Đây này anh em có thể xem rõ cái hình này đấy. Đây là bộ ba thảm họa của băng Kaido bách thú. Thằng Win này thì theo mình biết là ăn trái ác quỷ cũng là Zoan luôn, đó là khủng long cổ dài, con khủng long cổ dài nha anh em. Còn cái thằng giống Majin Lăng này thì hiện tại mình chưa biết, chỉ biết hiện tại biết voi mammut chỉ là khủng long cổ dài thôi. Ông này nhìn mập vậy mà cuối cùng lại là khủng long cổ dài mới ngáo cho anh em, đúng là khó tin thiệt. Xác nhận rất là người cá mú nghệ, sở hữu Zoan cổ đại Zozu là mammut, tuổi là 28 á. What, ông này 28 tuổi, không tin nổi, mình cứ tưởng là bốn mấy rồi chứ. Cao là 8m3, da màu ép, xuất thân là Grand Line. Wow, Grand Line là một cái khu vực cũng khá là quen thuộc mà. Grand Line One Speed,
Grand Line hả? Grand Line nghe mình quen nha anh em, mình cũng Grand Line nghe mình nghe quen lắm luôn á. À, truy nã là 1 tỷ berry, quá kinh, 1 tỷ anh em. Bây giờ thì Luffy là hơn con này rồi, 1,5 tỷ rồi, đúng không? Món ăn ưa thích là bít tết thịt voi, vậy là ông lặn voi mà ông ăn thịt voi chạy, bít tết thịt voi anh em. Quân cách mạng có 5 chỉ huy, đông tây nam bắc thì ai cũng biết rồi, người thứ năm là Ivankov, chỉ huy của Gi Army và ở Grand Line. Thanh đao của râu trắng có tên là Mura, đây thanh đao của râu trắng này anh em, thanh đao của râu trắng có tên là Mura Kumogiri, Mura Kumogiri tức là quần vân thiết, dịch sang tiếng Việt là quần vân thiết, nằm trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Theo đó thì tên cũng như thứ hạng của thanh đao tầm cỡ tứ hoàng, ngang hàng với thanh Yoru của một thất vũ hải, thanh Sodai Kiretsu. Đây là thanh Yoru, như là mình nhớ không nhầm được, của Mắt Diều Hâu đúng không, thanh Yoru của một thất vũ hải này. Cái tên Mura Kumogiri có nghĩa là xé tan mây, có thể liên hệ tới cảnh rau trắng đỏ kiếm với Sen xé đôi bầu trời ở trong cháp 434 tập 325 trong anime. Đấy, cái này thì nó có nêu rõ luôn. Nếu mà anh em nào muốn xem lại cái khoảnh khắc mà rau trắng đỏ kiếm với Sen thì anh em có thể xem ở truyện là ở cháp 434, còn ở anime trong phim là tập 325. Đấy. Lý giải vì sao lại xếp thanh đao này vào 12 thanh cực phẩm đại đao kiếm, vì bản chất katana kiếm Nhật là đao nhé. Theo tiếng Nhật, chữ katana là chữ này là đao, còn kiếm là chữ ken trong kendo kiếm đạo. Chỉ là chúng mình cứ hay gọi là kiếm Nhật thôi. À ok. Vậy là từ phần Wano thì tác giả Oda đã có sự điều chỉnh rõ ràng hơn và mở rộng về khái niệm định danh đao. Hiện tại thì không không chỉ có về kiếm nữa, mà các binh khí có lưỡi đao khác như râu trắng thì cũng đều có thể được tính vào hàng danh đao. Thông tin chi tiết xem ở cháp 912, ok. Anh em có thể xem chi tiết ở cháp 912 nha. Ở đây là thanh đao của râu trắng có tên là Mura Kumori nè, xé tan mây vào trong 1-2 cuộc phẩm này. Anh em có thể thấy là ở đây là hình ảnh là râu trắng đỏ sức với lại sen và xé đôi cả bầu trời luôn, rất là kinh dị luôn. Rồi tiếp theo là nói về Rima này. Rima là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới mấy trăm năm trước, vãi ghê vậy, thằng Rima râu má này mà ghê vậy, là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới nha anh em. Anh em nhấn mạnh ở đây là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đấy, không phải đùa đâu, nhưng mà mấy trăm năm trước rồi. Mấy trăm năm trước rồi anh em, bây giờ mấy trăm năm sau này thì nhiều người mạnh hơn quá rồi, nhưng đã bị vua Vince Mockey đánh bại. Theo thông tin mới từ vai cạc thì có thể kết luận là Rima và ông Yasu là có họ hàng, có họ giống nhau, không biết là có quan hệ liên quan gì không đây. Rima mất khi mới 47 tuổi. Ok. Họ tên là Shimotsuki Rima, biệt danh Samurai Huyền Thoại Thần Kiếm, Zumbiêu tướng quân của Thiên Bá, nguyên là Samurai của Wano Quốc. À, đây là Vương quốc Wano luôn mà, Samurai của Wano mà. Tuổi mất là 47, cao 1m79, da máu là XF. Chủ sở hữu đời trước của danh kiếm Susui. Chính xác, cây này như là đưa cho Zoro đúng không ta? Xuất thân là Wano Quốc Grand Line luôn nè. Sao nhiều người xuất thân Grand Line vậy? Món yêu thích là cà ri. Sơ lược tiểu sử, sinh ra ở xứ sở Ringo của Wano Quốc, sở hữu danh kiếm Susui. Chém hạ con rồng xuất hiện trên bầu trời Kinh Đồ. Chém hạ con rồng xuất hiện trên bầu trời Kinh Đô Wano Quốc. Ok. 23 năm trước là cả sát và thanh Susui của ông đều bị đánh cắp, trở thành Zumbiêu tướng quân dưới trướng của Moria. 2 năm trước thanh Susui cho Yoro sau khi hai bên giao đấu này, đúng không? Chính xác là cho Yoro rồi. Rồi ok, hết mất tiêu rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã biết được rõ ràng về thanh kiếm của anh râu trắng nhà ta. Mặc dù anh đã mất đi nhưng mà thanh kiếm của anh vẫn lưu danh huyền thoại, và hiện tại thì đến bây giờ như là chưa có ai cầm đúng không ta? Thanh đao của râu trắng hình như là râu trắng chết rồi, là đâu ai cầm đi đánh nhau rồi các kiểu đâu. Chỉ có râu đen là ăn cắp được cái ác quỷ thôi, còn lại là cây đao thì vẫn còn nguyên vẹn. Rồi, ok. Đó là một số thông tin về cây đao của râu trắng. Thì một cái đao gọi là rất là mạnh, xé tan mây anh em, rất là kinh luôn. Với cái đòn thêm cái đòn kết hợp của trái Gura Gura nữa thì thực sự là bẻ đôi không gian, xé tan bầu trời, rất là hợp lý luôn anh em. Giờ mới biết là nguyên cái đao thôi là nó cũng đã có một cái sức mạnh kinh dị rồi, là xé tan mây rồi anh em. Với lại cái trái ác quỷ Gura Gura thì nó không có liên quan đến cái đao cả nha anh em. Cho nên là nhiều bạn lại liên nghĩ là cái thanh đao này mạnh là nhờ vào cái trái ác quỷ, thì không phải. Thanh đao nó có sức mạnh riêng,
và rắc của em thì có sức mạnh riêng. Và cái đao này cũng được xếp ở trong là 12 cực phẩm đại bảo kiếm, tính luôn là có cả thanh Yoru của Mắt Diều Hâu nữa. Và tất nhiên là có thanh Yoru, thanh Yoriết này, Susui này, này của Rima nè, đưa cho Yoru rồi. Đưa cho Yoru là cũng một cái thanh kiếm rất là nguy hiểm. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã xem clip của mình. Và nếu tất nhiên anh em nếu mà cảm nhận thế nào về thanh đại đao của Đao Trắng mà có thông tin gì nữa thì anh em có thể để lại comment cho mình biết nha. Rồi, ok. Mọi nguồn thông tin ở đây thì là từ một cái trang web là gameka.vn. Anh em có thể truy cập vào trang này để đọc thêm tin tức về OneBee nha.